Hello everyone. Hôm nay chúng ta sẽ giải đề kiểm tra một tiết lần thứ ba của chương trình tiếng Anh lớp 8 thí điểm, tức là sau bài 8 9 10. À 7 8 9 nha. Rồi phần listening. Bài này bài đã trong sách ra này. Puzzling World trong bài số 8 nè. Rồi cái bài này trong bài số 8 luôn, Nick đang đi cắm trại đó. Rồi, chúng ta xuống bài dưới. Wanted, naked, dance, naked. Nhớ cái từ này là naked nha. Chúng ta có cái câu C đọc là dance, trong khi câu A, câu B, câu D đọc là did it. Rồi câu 2, who, when, where, what. Vậy đáp án của chúng ta là who. Câu nhấn âm này, những cái x như thế này là nhấn trước nó một lần. Aesthetic nhấn âm 2, historic nhấn âm 2, dramatic nhấn âm 2 và scientific nhấn âm 3. Chúng ta sẽ chọn câu D. Rồi câu số 2, medical nhấn âm 1, hospital nhấn âm 1, politics nhấn âm 1 và electric nhấn âm 2. Vậy chúng ta sẽ chọn câu câu D nha. Câu D chứ không phải câu C đâu. Rồi, câu A là nhấn câu đầu, câu B là nhấn âm đầu và câu C là nhấn âm đầu, trong khi câu D nhấn âm 2. Rồi, câu xuống cái phần ngữ pháp này, Mi và Nick thì thích đi đến thích quay trở về nhà của Mi một ngày nào đó bằng kỳ nghỉ á. Về quê quê nhà của Mi á, làng quê á. Đằng sau like động từ thêm ing cho nên chúng ta sẽ chọn câu D. Rồi, câu số 2 là câu điều kiện if nè. Câu điều kiện ha, ở đây nhìn cái chữ will die nè, là câu điều kiện loại 1 thì ở đây sẽ là hiện tại đơn. Factory là chủ ngữ số ít, cho nên chúng ta sẽ chọn câu A, continue thêm sờ vào. Câu số 3, water pollution ha, ô nhiễm nước là water pollution. Câu số 4, if the air wasn't dirty, nếu mà không khí không bị ô nhiễm ha, cái này là câu điều kiện loại 2 rồi. Câu điều kiện loại 2 không có thật ở hiện tại thì ở đây sẽ là good, cộng động từ nguyên mẫu. Nếu không khí không bị ô nhiễm thì tôi đã không hắt hơi quá nhiều. Thì chúng ta dịch nghĩa chúng ta phải chọn câu A nhé. Rồi câu số 5, nếu nhà máy tiếp tục đổ những chất độc hại vào trong hồ thì tất cả cá và những cái sinh vật ở dưới nước khác sẽ chết. Chúng ta lưu ý đây là câu điều kiện loại 1 nè, continue ở thì hiện tại đơn thì ở bên này sẽ là will, cộng động từ nguyên mẫu. Chúng ta sẽ chọn câu D. Câu số 6, water pollution, ô nhiễm nước là the sẽ cộng một danh từ, ở đây phải chọn một cái danh từ là contamination, là sự nhiễm độc. Rồi xuống bài số 6, chúng ta chia động từ trong ngoặc. Tượng nữ thần tự do ở New York là một cái tượng mà biểu tượng của sự tự do. Ở đây chúng ta sẽ chia động từ ở trong ngoặc nha. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Câu số 1 này, tượng nữ thần tự do ở New York là một trong những là một cái tượng mà biểu tượng cho sự tự do. Ở đây á, là sự thật hiển nhiên cho nên chúng ta sẽ xài thì hiện tại đơn. Mà chủ ngữ ở đây là cái tượng là chủ ngữ số ít cho nên chúng ta sẽ thêm sờ vào cái từ symbolize này. Rồi câu số 2, there are about có khoảng 750 triệu người nói tiếng Anh trên khắp thế giới và con số này đang ngày càng gia tăng, đúng không? Đang ngày càng gia tăng là hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sẽ xài increasing. Rồi factory, các nhà máy không có đổ sẽ không có đổ rác ra sông nếu chính phủ phạt họ nặng, phạt nặng. Bây giờ chúng ta nhớ lại câu điều kiện. Thứ nhất đây là câu điều kiện, thứ hai là thì hiện tại đơn, cho đây là câu điều kiện loại 1 thì bên này sẽ là will, cộng động từ nguyên mẫu, con not là won, cộng động từ nguyên mẫu, cho nên chúng ta sẽ là won. Drum. Câu số 4, con kangaroo đã trở thành một biểu tượng của châu Úc từ năm 1973. Các bạn lưu ý cái từ since, since là dấu hiệu của thể hiện tại hoàn thành, cho nên ở đây sẽ là has, vì chủ ngữ số ít, become, became, become, ba cột, cột thứ ba dấu cột một nhé. Câu số 5, if là câu điều kiện. Câu điều kiện nè. Nếu mà có nhiều cây hơn trong khu vực này thì không khí sẽ sạch hơn. Bây giờ lưu ý câu điều kiện loại mấy đây, were là quá khứ giả định loại 2. Câu điều kiện loại 2 đây là good, cộng động từ nguyên mẫu. Would be fresher. Câu số động đất đã xuất hiện vào giữa ngày khi mà bọn họ đang ăn trưa. Cái này là hiện tại tiếp diễn, là quá khứ tiếp diễn nè. They were having đang ăn trưa. Rồi bài đọc reading nói về Alaska. Alaska có lẽ là một cái bang đáng ngạc nhiên ở nước Mỹ.
nó đối mặt với tức là nó có đường bờ biển cả là Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. Cái bang này có 3 triệu cái hồ nước rất là đáng kinh ngạc, có khoảng 4 cái hồ cho một người sống ở đây. Rất nhiều thành phố ở Alaska không thể tiếp cận được bằng đường bộ, đường biển hoặc là đường sông. Chỉ có cái cách để mà đi ra đi vào bằng đường hàng không thôi, hoặc là đi bộ, hoặc là bằng xe chó kéo. Đó là lý do tại sao Alaska lại có cái sân bay biển mà bận rộn nhất trên thế giới, Lake Hoosier Land Base. Gần 200 cái máy bay cất cánh hạ cánh ở trên nước, ở cái phi trường này mỗi ngày. Đó là một cảnh rất là đáng thú vị để xem. Alaska còn được gọi là miền đất của mặt trời nửa đêm bởi vì là mùa hè mặt trời không có lặn hầu như là 3 tháng. Vào mùa đông, nhưng vào mùa đông thì không, mặt trời lại hầu như là không có thấy. Tất cả người dân Alaska thì cảm thấy rất là tự hào với rất là tự hào đặc biệt với cái bang đẹp đẽ và độc nhất này. Rồi, có một Alaska là một cái tên gọi khác của nước Mỹ, sai, là một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Có bốn gì là có bờ biển ở Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. Câu C đúng nè. Câu 2, cái câu nào sau đây là không có chính xác. Ở Alaska số lượng hồ thì nhiều hơn số lượng người. Có một cái hồ cho một người sống đây, sai. Alaska thì có số lượng hồ rất là đáng kinh ngạc. Có một số lượng hồ đáng kinh ngạc. Rồi. Câu 3, phương pháp nào sau đây có thể luôn luôn được sử dụng để tới một cái nơi nào đó ở Alaska? Đường E nè, chắc chắn rồi. Đường sông, đường bộ là không được. Rồi, Alaska, ở Alaska có thể luôn luôn nhìn thấy mặt trời vào mùa gì? Chắc chắn là mùa hè rồi, cả 3 tháng trời lúc nào cũng thấy mùa mặt trời không có lặn. Rồi, chúng ta xuống về ô nhiễm tầm nhìn ha, ô nhiễm hình ảnh á. Ô nhiễm về hình ảnh là một cái ảnh hưởng rất có ảnh hưởng rất nhiều tới con người hơn là chúng ta tưởng. Tôi nhớ rằng khi tôi đi tới một thành phố lớn, tôi đã sợ hãi bởi vì có quá nhiều tranh vẽ bậy trên tường các tòa nhà. Sau đó tôi nhìn lên và tôi thấy rất nhiều đường dây điện trên đầu tôi. Mặc dù chúng không có nguy hiểm nhưng tôi vẫn cảm thấy không có an toàn vì tôi nghĩ chúng có thể rơi xuống. Những thứ đó đã ngăn cản tôi thưởng thức vẻ đẹp của thành phố. Tôi còn nhớ cái thời gian khi tôi là một sinh viên tại trường đại học, khi tôi rất là bận rộn với bài tập về nhà đến nỗi tôi không có dọn dẹp căn phòng của tôi trong 2 tuần. Khi nhìn vào đống bừa bộn, căn phòng bừa bộn mà tôi đã gây ra tôi rất nhiều căng thẳng mà tôi không có muốn học hành gì nữa. Sau đó thì tôi quyết định là lau dọn phòng và đặt mọi thứ vào nơi đúng vị nơi của nó. Tôi còn mua thêm một cái cây nhỏ và đặt nó ở một góc phòng. Những cái hành động mà đơn giản đó đã gia tăng cái sự tập trung của tôi và giúp tôi tập trung vào việc học. Rồi, câu này. How did your daughter feel when she saw the power line? Tác giả đã nhìn thấy đã cảm thấy như thế nào khi cô ta nhìn thấy đường dây điện? Đây, cô ta cảm thấy rất là sợ hãi, không an toàn. Đây, unsafe. Unsafe. Chúng ta sẽ viết như thế này. She she feel. She felt, quá khứ rồi, she felt unsafe. Rồi câu 2, tại sao cô ta có cảm giác đó? Bởi vì sao? Bởi vì cô ta nghĩ rằng nó có thể rơi xuống đầu cô ta. Đây, chỗ này này. Thấy chưa? Chỗ này không để ai nữa mà chuyển thành she. Because she thought they might fall down. Cô ba, what was she busy with? Cô ta đã bận rộn với cái gì? Đây này, cô ta bận rộn với việc bài tập về nhà. Đấy. Đây. Bài tập về nhà. She sẽ trả lời như này. She was so busy with her. Không để mai được, phải để her. With her assignment. Đó, đây là câu câu trả lời nè, bôi to bôi vàng cho dễ nhìn. Câu số 4, chuyện gì xảy ra khi cô ta nhìn vào căn phòng bừa bộn? Khi cô ta nhìn vào căn phòng bừa bộn, cô ta chả muốn học nữa. Đây. The messy room. Đấy. Cái này không có mi mà là hơ.
chỗ này không phải là I mà là she. Đấy, ok, như thế này nó có điểm rồi. Rồi xong bài viết này, xác định lỗi sai water pollution, chỗ này phải là pollution, water pollution. Sao rồi? Rồi câu 2, factory, factory sẽ không đổ rác vào sông nếu mà chính phủ phạt họ nặng. Bây giờ đây là cái điều kiện loại 1 nè, đây là hiện tại đơn nè, bên này thì phải là will còn động từ nguyên mẫu, không thể để đến này được. Will động động từ nguyên mẫu nha. Là will hay là won nè. Won. Won gì dumb. Won dumb. Trời ơi đồng hồ. Đồng hồ. Rồi câu số 3, động đất sẽ xuất hiện vào giữa ngày khi mà nhiều người đang ăn trưa. Chỗ này không thể để cái thì quá khứ hoàn thành này được, phải để thì đang ăn trưa. People gì, bực mình quá. People were having lunch. Chưa, people were having lunch. Câu số 4, câu số 4 nè, hundreds of houses, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy. Ở đây là phải là bị động, bởi vì nhà là vật phải là bị động mà không thể xài chủ động ở đây được. Bị động sẽ là gì? Đây là quá khứ rồi, were destroyed. Thêm ed. Rồi, hoàn thành câu. Rồi. Viết câu, nối hai câu mà sử dụng câu điều kiện if nè. Chúng ta dịch nha. Học sinh thì có nhận thức nhiều hơn về bảo vệ môi trường, giáo viên dạy họ các bài học về môi trường ở trường. Nếu giáo viên dạy họ các bài học về môi trường này, cái này hiện câu điều kiện loại 1, teacher teach environment, environmental at school, student will be more. Viết tiếp nhé. Câu số 2, tiếng mọi người nói tiếng Anh khắp nơi trên thế giới, vậy tiếng Anh được nói khắp nơi trên thế giới. Đây là câu bị động nè, câu bị động của thì hiện tại đơn, vậy là đây sẽ là amia, chủ ngữ số x là y và động từ cột 3 spoken, all over the world. Rồi câu số 3, rất nhiều con sông và hồ bị nhiễm độc, nhà máy sản xuất rác thải và đổ nó ra ngoài sông và hồ. Vậy chúng ta sẽ viết bởi vì nhà máy đổ cái này ra sông hồ cho nên chúng ta bị ô nhiễm đây. Nhớ để dấu phẩy nha. Because factory, because factory produce waste and pour it into river and lake, many river and lakes are poison. Chỗ này chữ mờ thường thôi, đừng có viết hoa. Rồi câu dưới, họ cung cấp đồ ăn sau đó thì dọn dẹp những cái mảnh vụn. Cái này chúng ta sẽ viết là cái từ after, sau khi họ sau khi họ làm gì, sau khi họ cung cấp đồ ăn. After they provide food, vậy they clear up the, đấy. Đây là toàn bộ bài kiểm tra 45 phút lần 1 học kỳ 2, hay còn gọi là bài kiểm tra số 3 của chương trình tiếng Anh lớp 8 thí điểm. Goodbye.